con thì vực sâu, một con thì vách núi. Thực ra thì ở Việt Nam mình có rất là nhiều phong cảnh đẹp, nhưng mà do là chưa được quảng bá nhiều và chưa ai tiếp cận đến. Anh em chỉ có một cái ổ bánh mì theo đúng của cái phong cách của Đông Bắc, đó là ăn với nhiều chất dầu mỡ để giữ ấm, và anh em ăn hai cái bánh Ogion. Ra đó thì qua cung đèo này á, anh em mình cũng rất là ngại, tại vì thường thì chạy xe ở cái vùng đồng bằng quen rồi, cái đường thì nó thông thoáng hơn, còn ở đây thì lại qua những cái cua khúc cù chỏ nó trắc trở lắm. Cái thứ hai nữa là sương mù, vì cái độ sương mù đang dày đặc nên là nữ là về tầm nhìn anh em rất là khó khăn luôn. Và cái điểm mà đặc biệt quan trọng chú ý mà mỗi khi anh chạy anh thường dở cái áo mưa lên không, có thấy không, đó là anh luôn coi cái mực kim xăng này. Khoảng 40 km nữa thì ở đây là những cái đường đèo nên không có xăng, đó là điều anh lo lắng nhất. Và như cái trường hợp nãy hai anh em mà có gặp cái trục trặc, đó là xe bị lũng thì không có thợ giá và tìm rất là khó luôn, chạy hơn mười mấy km thì mới có cái người thợ giá. Và quay lên khi cô bác anh chị đang lạc vào một giống như là một cái tiên cảnh, cái cảnh mồng lai gì đó không. Bây giờ thì mấy anh em đang đi lên trên cái cung đèo được cho là khó đi, và cung đèo khá là ấn tượng, đó là 15 tầng, những cái khúc cua cù chỏ và sương mù khá là dày đặc. Việc di chuyển thì phải cẩn trọng, tại vì cái chiều đường này thì chiều đi thì tầm nhìn dưới 10 m, và mọi người có thể thấy là sương hiện giờ đang khá là buốt. Và trước ở đây lên trên đỉnh đèo thì mọi người thấy được cái khung cảnh khá là hùng vĩ. Hy vọng rằng sương mù giảm bớt đi để anh em mình chia sẻ thêm cái đoạn cảnh về. Bây giờ là màn hình máy quay là nó bị sương làm mờ luôn rồi. Đúng rồi. Thật ra thì hiện nay rất là lạnh. Nhiệt độ ở trên ở ngay thành phố Cao Bằng á thì 13 độ, nhưng mà hiện nay thì mình đang gần như ở lưng chừng núi thì có thể lên 7-8 độ thôi. Đây hai anh em nè mọi người. Lạnh nhất luôn rồi. Chắc tạm ngưng ghi hình một xíu để mình lau cái ống kính á cho nó rõ. Bây giờ thì tiếp tục cái hành trình nha mọi người. Ở trên ngọn đèo này thì bên màn ảnh phải của mọi người là những cái nhà sàn của bà con dân tộc thiểu số. Phần lớn ở đây là bà con dân tộc Tày, Nùng, Dao. Và thi thoảng thì đi một đoạn dài mới bắt gặp được một nhà dân. Và đây là đường đèo cực kỳ khó đi, và sương thì hiện giờ càng lúc càng dày đặc, giống như chúng ta đang đi trên mây vậy á. Và đèo thì càng lúc càng lên cao và nó ngặt nghèo đến mức mà nếu mà chạy vận tốc mà trên 20 cây số thì chắc chắn sẽ bị ôm cua và dễ bị ngã. Vì vậy thì chạy đoạn đèo này thì khá là chậm. Đây là một khúc cua cù chỏ nè, cho mọi người xem ở dưới chân đèo. Mình mới đi qua được khoảng có 3 con ngọn đèo thôi à. Và tiếp tục cái hành trình khúc cua nữa. Hôm nay thì sương dày cho nên là khó có thể cho mọi người xem được hình ảnh ở phía trên cao nhìn xuống toàn bộ cái con đường đẹp như thế nào. Thật ra thì chạy cái đoạn đường này phải rất là tập trung nha. Tập trung hết 100% cả về thị lực cũng như là về giác quan, về những cái chướng ngại vật ở bên đường đó không. Cái vách bên đây là một cái vách đá đang đứng, còn bên đây là một cái vực thẳm. Ghi hình một xíu là cái màn hình nó bắt đầu bị nhòe, tại vì sương cứ nó bám vào khá là nhiều. Điều này cho thấy, mọi người thấy không, hiện giờ là thời tiết cực kỳ lạnh, hai cái đầu ngón tay của mình bây giờ là buốt luôn rồi. Mình tiếp tục dừng ghi hình để mình lau cái màn hình cho nó rõ hơn một tí nha mọi người. Bây giờ thì mấy anh em mình tiếp tục đi nè mọi người. Trên người mọi người đang mặc tới mấy bộ đồ, nhưng mà thời tiết lạnh, khá lạnh, nước mũi mà phải chảy ra luôn mọi người thấy không, do là trời nó khá lạnh cho nên là nó làm cho cái việc chảy nước mũi khá là nhiều. Một bên thì vực sâu, một bên thì vách núi. Thực ra thì ở Việt Nam mình có rất là nhiều phong cảnh đẹp, nhưng mà do là chưa được quảng bá nhiều và
đây là khung cảnh đồi núi Tây Bắc này cho mọi người. Em gái, đây là đèo 15 tầng hả? Đi lên bao lâu nữa là hết đèo? À, anh cũng chưa đi bao giờ em. À, đi đâu về vậy? Đi rẫy về hả? Đi lấy cỏ. Đi lấy cả hả? Rồi trời lạnh mà. Nó không lạnh hả? Lạnh. Lạnh mà nói chuyện ra khói luôn á mọi người. Còn phía xa xa kia là những cái nhà của bà con. Cái đặc điểm những cái bản làng ở đây á thì họ tập trung ở dưới những cái dốc núi á Phong, những cái thung lũng, quay quần bên nhau và khoảng chừng 5 đến 10 nhà họ sẽ quay quần bên nhau sống. Xa xa hiếm thì mình sẽ thấy được những cái ngôi nhà nằm bên lưng đèo bên kia kìa. Đây những cái nhà, những cái bức hình ảnh này mình thấy là khá là đẹp nè. Những căn nhà mà có những cái đốm khói tỏa lên đó, thấy nó ấm áp lắm. Em nhớ là cái bài thơ gì mà ở đây sương khói không? Ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Ai biết tình ai cá đậm đà hả? Sương hiểu, đó là tình yêu. Mấy cái đoạn chắc nãy giờ mình đi mới có 4-5 cái khúc cua thôi à. Mình chỉ mới bước vô cái đầu cái đoạn đèo thôi. Và cái khúc ra ngoài nước nó còn gặp gà thôi. Bây giờ mà nhìn xuống dưới sườn núi á, thì là một cái mờ, là một cái màu trắng tinh luôn. Ôi, lạnh quá. Anh Hồ thấy đường không? Tầm nhìn sẽ dưới 10 mét đó Phong. Dưới 10 mét. Không biết thì mọi người sẽ xem ở trong cái video clip như thế nào. Nhưng mà hiện nay rất là khó khăn. Và đặc biệt là đường đang rất là có dấu hiệu trơn trượt. Ở đây là mưa phùn với cái lượng nước cũng rất là nhiều. Đang đi xuống dưới dốc rồi đi lên, xuống lên xuống liên tục. Đó, bắt đầu sổ xuống nè mọi người. Một khúc cua khá là gắt. Khác với những cái đoạn đường của khu vực đồng bằng thì 40 km thì mình chạy tốc độ 60 km/h thì khoảng 40 phút đến, nhưng mà đối với ngọn đường đèo này đó thì 40 km thì mình chạy khoảng 2-3 tiếng. Tại vì có những cái khúc cua như thế này mình chạy tốc độ chỉ 5 km/h thôi. Đây là một cái con lợn ủng, lợn nhảy cho mình nhìn xem ai. Ô, bả chạy không, bả chạy không? Yeah. Hey ui rồi chạy à? Dễ thương ha. Gà heo à, người ta để vậy không sợ mất ra ta? Chắc sợ đi lạc là không đâu. Đó, báo hiệu đoạn cua gắt đó. Cua gắt ở đây không phải là đoạn cua hình cù chỏ đâu, mà nó là hình chữ dắt đó Phong. Chạy xe máy không mà xuống độ cao đi xuống mà lỗ tai mình bị ù luôn á. Nó bị thay đổi áp suất đúng không? Là anh em mình đang đến cái những cái cua rất là nguy hiểm và mình đang thả đèo xuống á. Anh bây giờ thì không có lên ga nữa mà chủ yếu là ghi tay thắng lại thôi. Em có để ý rằng cái đoạn đường đèo này nó vắng dữ không Phong? Đèo thì đang di chuyển xuống thì dẫn đến là cái áp suất nó giảm và hai anh em thì khá là ù tai. Cho nên là nếu mà chạy vận tốc nhanh á mọi người thì chắc chắn mọi người sẽ phải nuốt nước miếng liên tục để tránh cái tình trạng ù tai. Và đi xuống thì chút nào phải đi lên, tại vì đồi núi ở đây thì phải đi di chuyển theo những cái triền núi và đi mấy chục cây số, nhưng mà khá lâu nha mọi người. Nãy giờ thì em đếm được bao nhiêu chiếc xe đã qua mặt mình từ khoảng hơn 4 km đó Phong? Chỉ một anh nha, một chiếc xe kia duy nhất thôi đúng không? Một chiếc thôi. Bây giờ thì cái đoạn mà hùng vĩ nhất ở 15 tầng này mọi người. Và nơi đây thì mọi người có thể thấy là các xe ở phía trên kia đang quay đầu qua lại. Và nhìn thấy khá là nhỏ, nhưng mà khi mà đến đó thì mọi người sẽ thấy được là cái cảnh đồi núi ở đây hùng vĩ lắm.
và bây giờ lạnh quá. Nó hết nổi không? Nhiệt độ bây giờ em đoán là nhiệt độ đo nhiệt kế thì cũng không chính xác lắm, nhưng mà nhiệt độ trung bình mà hiện giờ anh em mình được cảm nhận em đoán là phải dưới 10 độ C ha. Ngồi cũng cua gấp quá. Các cái xe này chắc phải rì thắng để lái liên tục. Ôi, đây là đồng xe nè. Đồng xe này chắc bên biển số Hà Nội. Đoàn Hà Nội. Cảnh này hùng vĩ lắm mọi người. Còn các xe di chuyển khá là chậm. Ồ, khúc này ghê quá. Cẩn thận anh thôi. Ok. Ui. Trời. Nó lên cầu đó em thấy cầu kia. Ở phía trên cái đoạn kia là đường đi của tụi mình đó mọi người. Và còn dưới đây là chị muối nè. Đây là một trong những cái ngọn đèo khó đi. Khó đi nhấp nhì ở vùng núi phía Bắc. Một số đèo khác cũng được cho là đèo đẹp và hùng vĩ nhưng mà cũng không có khó đi như đèo này. Thậm chí là đèo này chỉ cho những cái xe dưới 16 chỗ di chuyển thôi. Xe mà trên 16 chỗ thì rất khó đi và cực kỳ nguy hiểm. Đây cho mọi người xem góc bên này. Mây mà bay là nè, cảnh nó khá là đẹp. Mấy tụi mình lại mờ nữa rồi. Đi giữa hai cái vách đá đó không? Mà không tầm nhìn thì không thấy được nha. Đây là người ta xẻ cái núi để làm đường đi á mọi người. Và hai bên thì khá là nhỏ hẹp. Càng lên cao thì thời tiết càng khắc nghiệt và càng lạnh. Mọi người có thể thấy là cây cỏ ở đây là toàn là những cái cây thân mềm thôi. Và rất hiếm những cái cây thân gỗ có thể sống ở trên ngọn núi này. Và tiếp tục hạ độ cao. Một chiếc xe tải đang lăn bánh khá là chậm. Chút nữa đây tụi mình phải đi lên trên cái đỉnh núi ở phía trên kia kìa. Để di chuyển đến cái địa điểm một cái thị trấn nhỏ và ngủ ở đó. Ui bây giờ là anh Hồ là anh đang ghi thắng. Anh ghi mà phía sau lưng của mình á phải dồn tới với một cái phương khoảng 45 độ luôn á. Cách nơi ở của tụi mình khoảng 23 cây nữa thôi. Nãy giờ thì chỉ có 2 km thôi nhưng mà anh chạy hơn 15 phút. Đây là những cái căn nhà của bà con dân tộc. Mình coi thử là đây là bà con dân tộc gì nha. Coi cái trang phục của họ là mình nhận diện được à. Ồ nhà này thì không thấy. Người ta phơi cho nên là không có biết được dân tộc gì. Sở dĩ mà bà con ở đây á, họ ở trên những cái triền núi như thế này để thuận lợi cái việc đi lại. Và công việc của họ là hay gắn chặt với nương rẫy. Rồi mình lại tiếp tục đi xuống nữa. Ở đây thì việc sử dụng mà cái con đường như thế này, việc sử dụng mà Google Map á, thì chỉ đường đó nó cũng rất là khó. Tại vì độ cao rất là cao, tín hiệu của GPS đó, GPG đó không? Nó cản trở lắm, nó không bắt được tín hiệu luôn á. Và mình tụi mình đi thì theo những cái cột mốc như thế này, quan sát những cái cột mốc ven đường á để mà biết còn bao nhiêu km nữa đến cái nơi mình cần đến. Cứ nãy giờ em có để ý là cứ thay đổi độ cao liên tục đó không? Dạ. Lạnh ha. Rồi đi mới có đi được có 3 cây số thôi, tiếp tục vào khúc cua nữa. Bây giờ thì cái đoạn đường này á thì mấy anh em mình đang chạy qua băng qua một cái thung lũng, và đây là những cái ngôi nhà của người dân tộc mình đang quay gần ở trong cái thung lũng như thế này. Xa xa thì mình mới thấy được một cái trường học nha Phong. Để nhận diện thank you.
cuối cùng của đoạn đèo 15 tầng. Mấy anh em thì nãy giờ di chuyển ở trong cái giá buốt cho nên là khá là mệt. Mọi người hình dung là khi mà nhiệt độ xuống thấp thì cơ thể mình phải tốn hao khá là nhiều năng lượng để giải phóng cái nhiệt lượng để giữ ấm cho cơ thể. Và bây giờ thì cộng thêm cái áp suất di chuyển từ độ cao lên xuống liên tục, cho nên là người dù đi một cái đoạn khá là ngắn nhưng mà hai anh em bây giờ đã thấm mệt rồi. Và đây là cái đoạn đường nguy hiểm nhất trong cái đoạn đèo 15 tầng, cho nên là đoạn này anh Hồ phải chạy khá là cẩn thận. Còn nếu mà xem trên bản đồ định vị á, thì mọi người sẽ thấy được rằng là đây giống như cái ruột ngừa vậy, nó quằn quằn cong liên tục. Ồ, bực thẳm kìa. Ở đây gọi là cung đường, có nghĩa là đường nó hình toàn là hình cung thôi mà không? Dạ. Đây là một khúc cua nè. Cung đường này đi khá là hiểm trở. Sở dĩ là người ta phải làm đi cong như thế này để tránh cái những cái khúc cua gấp và tránh cái việc là lên dốc xuống dốc đột ngột. Tính toán cho cái việc giảm cái việc lên xuống á mọi người, cho nên là phải công để giảm bớt cái độ dốc. Ui ui, nó chật tới luôn rồi, ghê quá. Đây là cái cung đường rút rắc rồi đó. Đó, nhìn nó rất là nguy hiểm. Đó, nghiêng 10 độ C, nghiêng 10 độ phần trăm á. Độ dốc là 10 độ luôn. Thắng cẩn thận nó chợp bánh. Hai thắng luôn nha, thắng trước luôn, thắng sau luôn. Vừa lạnh, vừa thay đổi áp suất, mà vừa khó đi nữa. Góc bên này cho mọi người xem này, những cái khúc cua mà tụi mình sẽ tiếp tục phải di chuyển ở dưới đỉnh núi. Đi xuống rồi tiếp tục đi lên nữa nha mọi người. Nãy giờ đi lên xuống núi liên tục cũng phải 5 quả đồi, 5 ngọn núi rồi. Rất hiếm gặp người đi lại. Xem sao ha. Khung cảnh ở đây vẫn còn hiểm trở nè. Có những cái ngọn cua. Còn mấy cái điểm nữa anh ơi? Đó, đó đúng là cung đường rất rắc rồi đó không? À. Phía xa kìa kìa. Dừng ở đây luôn hả? Đói bụng quá chắc đẩy cái xe xác xác vào anh. Mấy anh em dừng lại ở đây ăn uống một xíu. Khá là mệt từ lúc ăn sáng đến giờ. Bây giờ là gần 3 giờ chiều rồi, chưa ăn trưa. Xác cho nữa, không người ta hạ. Rồi. Nơi đây chính là cái điểm dừng chân của hai anh em mình này, cô bác anh chị. Và đoạn đường khá là xa và mọi người thì ở đây thì không có hàng quán gì hết à. Và cái bữa ăn của trưa hôm nay đó là bánh ngọt nè. Ở đây thì có bánh ngọt với lại hai chai nước suối và một bịch oxy gà nướng đó. Thì hai anh em mình sẽ leo lên đây và tạm coi như là cái bãi dừng chân của hai anh em á, tạm dừng chân. Mọi người thấy là trời thì không có mưa nhưng mà mình phải mặc áo lạnh, mặc áo ấm và cái áo mưa như thế này để chống lạnh. Và đây là một cái cung đường xích rắc thật sự á. Nhìn từ trên cao xuống thì mình sẽ thấy rất là rõ luôn. Rồi em giới thiệu cho mọi người thấy đi. Phải mất khoảng 20 cây số nữa tụi mình mới đến cái địa điểm cuối cùng. Và hành trình thì tiếp tục di chuyển khá là dài. Mọi người thấy là một cái xe không? Người ta di chuyển một cái vòng cung này.
để sở dĩ là không phải đi thẳng như thế này tại vì tránh tình trạng là dốc dễ đứt thắng lắm. Người ta sẽ lựa một cái con đường với cái độ dốc là tối đa là khoảng 15 độ. Nãy giờ thì đi toàn là những cái dốc 10 độ thôi, nhưng mà cũng phải ghi thắng liên tục để cho mọi người thấy được là cái con đường ở khu vực Đông Bắc và Tây Bắc nó hiểm trở như thế nào. Đây, lấy đồ ăn ra. Dập cái chân này. Ôi, bây giờ sao ta? Tháo này ra ha. Thôi mang luôn đi để cho nó khỏi bị ướt, rồi tới nơi thì mình sẽ tháo ha. Dạ. Sáng giờ hai anh em chỉ có một cái ổ bánh mì theo đúng của cái phong cách của Đông Bắc. Đó là ăn với nhiều chất dầu mỡ để giữ ấm. Và hai anh em ăn hai cái bánh Ogion. Đó. Cặp đèo này ăn gung tay luôn á mọi người. Tháo bao tay ra chịu không nổi. Lạnh lắm. Cái tay nó không còn miếng máu luôn. Ở trên này thì nè, phong. Anh ăn. Mình phải cập vô cái máy là về ăn á. Tại vì xe giờ lên dốc xuống dốc rất là nhiều. Và ăn ở đây thì nó mới sau những cái dãy hàng trắng như thế này á thì nó mới có được cái đồ an toàn. Thưởng thức một cái bánh ở trên đây á cũng cảm thấy ấm lòng rồi. Thật ra khác về khẩu vị á, mấy anh em về đây á ăn khác về khẩu vị, khó, rất là khó để mà thưởng thức món ăn. Tại vì đặc trưng của miền Tây mình á thì rất là thích ăn ngọt và ít dầu mỡ, nhưng mà về đây thì lại đa số ăn nhiều chất béo với lại dầu mỡ nên rất là khó ăn và rất là nhiều thịt, nên ăn bánh này cũng là một cái giải pháp tốt để mà chống ngán. Ở phía xa xa kia là nhìn ở dưới chân đèo thấy cái người dân đi xe máy á, khá là nhỏ bé xíu à, như con kiến vậy á. Và chắc có lẽ tụi mình sẽ dùng bữa rồi tiếp tục hành trình quay thêm những cái đoạn clip cho bà con xem ha. Thưa cô bác, anh chị, thì Bùi Hồ cùng với em Phong vừa trải qua một cái cung đường 15 tầng, cung đường đèo 15 tầng đó cô bác, anh chị. Thì trên cái đoạn đường mà hai anh em có ngồi thưởng thức ăn một cái buổi trưa nhỏ, thì ngồi nghe những cái âm thanh, thì hai anh em cứ nghĩ là đây là những cái âm thanh của những thầy Tàu, thầy Mo ở đây để mà hoặc là những cái lễ hội gì đó. Nhưng mà không ngờ đây là những cái con vật nuôi á, người ta phải đeo chuông cho nó đó. À, đến đây thì cũng xin kết thúc hành trình vượt đèo của hai anh em để tìm về những bản vùng cao, và sẽ còn những cái clip rất là hay và ý nghĩa cho cô bác quý anh chị xem về những trẻ em ở vùng cao và chịu cái lạnh ở mùa đông như thế nào nha. Và xin chào, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau, và anh em mình sẽ tiếp tục hành trình ở những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.